xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Nữ Hoàng Sóc Đĩa. Thì ở video trước mình đã chia sẻ cho anh em một số mẹo để có thể bắt cầu trong sóc đĩa online rồi phải không ạ? Thì đương nhiên trong bất kỳ cái lĩnh vực nào cũng thế, anh em đều phải nghiên cứu thị trường rồi mới đầu tư. Thì trò chơi này cũng thế, thị trường ở đây nghĩa là anh em phải nghiên cứu bảng cầu, bao giờ nó biến đổi và biến đổi như thế nào phải không ạ? Và đồng nghĩa với việc đó thì cái thị trường nào nó cũng sẽ có những cái rủi ro nhất định. Và cái cách khắc phục tốt nhất là chúng ta phải có kế hoạch trước những cái rủi ro như thế. Và cái rủi ro ở cái trò chơi này đó là anh em bắt sai cầu và không biết cách đặt cái bảng cầu, không biết chia vốn như thế nào cho hợp lý và dẫn đến cái trường hợp là cháy tài khoản của mình. Và ở cái video ngày hôm nay ý, thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một số cái cách bắt cầu cũng như là cái cách vào vốn như nào để mang lại cái hiệu quả cao nhất và tránh được những cái rủi ro lớn nhất ở trong cái trò chơi này nhé. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ đi vào chơi luôn ở trong cái trò chơi này nhé. Và cái số vốn hôm nay mình mang vào là 31.17M. Và cái bảng cầu ngày hôm nay thì đang là cái bảng cầu nghiêng. Và cái bảng cầu nghiêng như này ấy, là một cái lợi thế cho người chơi rồi. Và cái bảng cầu này thì đang nghiêng về bên chẵn này, bên chẵn ra 27 ván. Và bên lẻ mới ra có 13 ván thôi này. Thường khi gặp những cái bảng cầu nghiêng như thế này ấy, thì những người chơi lâu năm thường áp dụng cái phương pháp là vào vốn một mặt để chơi khi gặp cái bảng cầu nghiêng như thế này. Ở cái ván đầu tiên này thì mình sẽ vào 5M bên chẵn nhé. Và với cái số vốn như thế thì mình sẽ chia ra vào 5M một ván thôi. Ở cái ván này thì mình đã ấn nhanh quá là lên 5,5M rồi nhưng mà thôi không sao. Ok, ở cái ván đầu tiên mình đã thành công này. Dương 5,5M rồi này. Và mình cứ tiếp tục đi đều vốn như thế vậy ở những cái ván tiếp theo. Ok, bây giờ cái bảng cầu đang là cái cầu 1,1 này. 1,2, 2 cộng 2 là 4. 4 chẵn thì mình sẽ vào lẻ nhé. Vào lẻ 5M. Lại ấn hơn rồi. Và mình sẽ lót 3 trắng 500k nhé. Vì tổng dưới 5. Dưới 5 thì mình sẽ lót 3 trắng nhé. Ok, thành công này. Chuẩn chưa ạ? Hút cả vị luôn nhé. Cứ tổng dưới 5 thì mọi người vào 3 trắng cho mình. Và trên 5 thì sẽ lót vị 3 đỏ nhé. Vẫn đang là cái cầu so le nhau này. 1, 2, 3, 4, 5, 5 lẻ. Lẻ thì mình sẽ vào chẵn nhé. Ván này mình sẽ tiếp tục vào bên chẵn 5M. Ok, xem ván này nó ra gì đây. Úi dồi, ván này về tứ trắng luôn này. Ván này thì mình lại không lót vị chứ. Hút 3 ván liên tục rồi. Bây giờ vẫn đang là cái cầu 1,1. Khả năng cái ván này thì mình sẽ dừng xem mà nó đã ra gì đã nhá. Vì cái ván nào không chắc chắn thì mọi người có thể bỏ qua. Tại vì hai ván trước nó đều đang theo cầu 1,1 rồi. Nên ván này có thể gãy bất cứ lúc nào. Không nhất thiết là ván nào cũng phải vào vốn nhá. Ok, ván này đã về sấp đôi rồi này. Không còn là cái cầu so le nữa rồi. Ván này đã gãy cái cầu so le ở đây rồi. Ok, đến cái ván này thì mình sẽ vẫn tiếp tục vào bên chẵn nhá. Mình sẽ vẫn đi đều vốn và vào 5M. Vì ở cái bảng cầu này đang nghiêng chẵn rất là nhiều. Ngận xem ra gì đây. Ok, húp luôn này. Về sấp đôi. Mình đi đều vốn và mới thua có một ván ấy, thì hiện giờ mình vẫn đang lãi này. Bây giờ vốn đang là 52.50M rồi này. Ok, ở ván này thì có hai trường hợp là nó sẽ vẫn về chẵn hoặc là nó sẽ đi theo cầu 1,3 trước đó. Ok, ở cái ván này thì mình thích cái cầu 1,3 hơn nên là mình sẽ đi vào lẻ nhá. Ôi trời ơi, không kịp vào 5M rồi. Ok, ở cái ván này thì nó vẫn về theo cầu, nó về chẵn rồi. Ok, không sao. Như mình đã nói ấy, thì phương pháp nào nó cũng sẽ có những cái rủi ro nhất định, nhưng mà quan trọng vẫn là cái kết quả về sau thôi. Và vì cái bảng cầu đang nghiêng chẵn và cái lịch sử trước nó cũng ra bệt chẵn rồi, nên là cái ván này mình sẽ theo cầu chẵn vào 5M nhá. Ở cái ván này thì mình sẽ không lót vị nhá. Ok, húp luôn này. Bảng cầu đang nghiêng chẵn thì khả năng nó bệt chẵn lại cũng rất là cao. Đến cái ván này thì cũng có khả năng là nó sẽ gãy cầu ở đây. Vì cũng ra 2, 4, 5 ván về chẵn rồi. Ván này cũng có thể gãy. Nhưng mà vì cái bảng cầu này đang nghiêng chẵn nên là mình sẽ vẫn theo cầu vào bên chẵn 5M nhé.
Ok, không sao, ván này nó đã về lẹ rồi. Mình theo thì nó lại gãy. Nhưng mà hiện tại với cái số điểm này thì mình vẫn đang lãi này, vẫn đang dương. Gãy cầu thì nó thường hay về cái cầu 1-1 sau đó, nên là ván này mình sẽ vẫn tiếp tục vào bên chẵn 5 màu. Xem là nó có đúng như mình phán đoán không nhá. Ra gì đây? Ok, húp luôn, đúng như phán đoán luôn. Vẫn tiếp tục về bên chẵn này. Ván này thì mình sẽ vẫn vào bên chẵn nhá. Vì thường sau cái cầu bệt dài ấy, thì nó có khả năng hồi cầu rất là cao, nên mình sẽ vẫn vào bên chẵn ở cái ván này. Test thử xem mà nó có hồi cầu không nhá. Ván này là cũng hơi hên xui một chút này. Là gì đây? Ui dồi ôi, ván này về lẻ rồi, ba trắng rồi. Nó lại ra cái cầu 1-1 ở đây rồi. Cầu 1-1 ở đây thì có khả năng mình sẽ vào bên chẵn nhá. Mình sẽ vẫn vào bên chẵn 5M và mình sẽ lất tứ trắng 500k. Vì cái cầu như này thì rất có khả năng về tứ này. Ôi nhìn thấy đỏ rồi, không về tứ trắng được rồi. Ok, vẫn húp nhá. Về sấp đôi này. Ván này vẫn chưa ra tứ này. Ok, khả năng là mình sẽ vào nốt ván này rồi mình sẽ nghỉ nhá. Vẫn tiếp tục vào bên chẵn 5M và mình sẽ lót tứ trắng ở cái ván này tiếp tục này. Chốt hạ ván cuối này vẫn vì vẫn đang là cái cầu so le. Nận xem ra gì nào. Ui, chân trắng rồi này. Ok, húp nhá. Chuẩn tứ trắng luôn này anh em. Đủ uy tín chưa? Và mình sẽ chốt hạ 63.65 điểm và dừng ở đây nhá. Và mình cũng đã lãi hơn 30M rồi. Anh em xem video thấy hay thì đừng quên cho mình một lượt like cộng một lượt đăng ký kênh nhá. Anh em cần hỗ trợ gì thì có thể inbox qua Telegram mà mình đã để ở trên video kia nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo với những cái kinh nghiệm thực chiến bổ ích hơn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.